Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, những triệu chứng sốt xuất, xuất huyết có thể dễ nhầm lẫn với bệnh cảm cúm sốt phát ban, nên bệnh nhân thường chủ quan tự điều trị tại nhà. Khi bệnh trở nặng mới đến bệnh viện thì đã quá muộn. Điều quan trọng nhất là phải xác định nguyên nhân gây sốt. Với các bệnh truyền nhiễm, hết sốt là mừng. Riêng đối với sốt xuất, xuất huyết thì hết sốt, bệnh sẽ tiến triển nặng. Chính vì vậy các bậc cha mẹ rất tế sai lầm khi tự điều trị xuất xuất huyết cho con. Sau đây là những thông tin cụ thể được đăng tải trên báo sức khỏe và đời sống. Dùng thuốc hạ sốt giảm đau không đúng cách, dùng thuốc hạ sốt giảm đau không đúng cách là sai lầm phổ biến mà nhiều bà mẹ do nóng lòng khi con sốt liên tục nên tự ý cho dùng thuốc hạ sốt liên tục hơn 4 đến 5 lần mỗi ngày, dẫn đến việc lạm dụng thuốc. Việc sử dụng thuốc hạ sốt không đúng cách, đúng loại liên tục có thể gây ảnh hưởng, làm tổn thương gan nặng nề, xuất huyết tiêu hóa, có thể gây xuất huyết nặng, có thể dẫn đến tử vong. Các phụ huynh nên nhớ khi con mắc sốt xuất huyết, mẹ chỉ được dùng paracetamol để hạ sốt giảm đau sai lầm khi thấy con sốt là cho uống thuốc kháng sinh bệnh số sốt xuất huyết do virus đăng cơ gây ra không phải vi khuẩn nên kháng sinh hoàn toàn không có tác dụng Mẹ cũng không được cho bé dùng aspirin và ibuprofen, dù thuốc có chức năng hạ sốt, chống viêm không steroid nhưng lại có tác dụng ức chế kết tập tiểu cầu, chống đông máu, sẽ gây kích ứng xuất huyết dạ dày dữ dội, giảm tiểu cầu, khó cầm máu khi bị xuất huyết, có thể rối loạn đông máu và đe dọa đến tính mạng. Sai lầm khi thấy con mệt mỏi dài ngày là truyền dịch. Nhiều phụ huynh thường có suy nghĩ cần phải truyền dung dịch muối, dung dịch sinh tố hay chuyển đạm để cơ thể tái hấp thu dịch. Nguy cơ thừa dịch là rất nguy hiểm. Đặc biệt, việc truyền dịch tại gia đình hoặc cơ sở y tế tư nhân khi chưa có kiến thức sâu về bệnh sốt xuất huyết dễ gây nguy hiểm đến tính mạng. Người bị bệnh sốt xuất huyết được khuyến cáo cần uống nhiều nước như nước điện giải, nước trái cây, vân vân. Nhưng nếu pha nước điện giải không đúng liều lượng thì có thể sẽ dẫn tới rối loạn điện giải cho cơ thể. Có trường hợp không uống đủ nước trong giai đoạn sốt nhưng lại bổ sung quá nhiều nước trong giai đoạn hết sốt, gây thừa nước có thể gây phù phổi cấp, gây nguy hiểm tới tính mạng. Vì vậy, phụ huynh không nên sốt ruột khi thực hiện tốt việc bù dịch bằng đường uống cho bé đúng hướng dẫn. Các triệu chứng sau 5 đến 7 ngày thuyên giảm thì trẻ sẽ ăn ngon miệng và thời gian hồi phục sẽ mất khoảng 1 tuần sau đó. không hạn chế con ăn thức ăn đồ uống có màu đỏ, nâu, đen. Khi mắc sốt xuất, xuất huyết, trẻ dễ bị nôn ói cho nên cần hạn chế không ăn các thức ăn đồ uống có màu đỏ, nâu, đen để khi bé ói sẽ không thể phân biệt được đó là dịch lẫn màu thực phẩm hay có xuất huyết tiêu hóa ảnh hưởng đến việc theo dõi bệnh. Thực phẩm thích hợp cho trẻ là những món ăn thanh đạm, dễ tiêu hóa, tránh ăn những món dầu mỡ khó tiêu. Cạo gió khi thấy con sốt là sai lầm. Tập quán cạo gió cắt lễ khi bị sốt vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi và nhiều người. Việc làm này dễ khiến bé bị bầm da, chảy máu khó cầm hoặc nhiễm trùng huyết từ dụng cụ cắt da. Không cho bé vệ sinh tắm rửa khi mắc bệnh là một sai lầm. Nếu như nghĩ tắm sẽ khiến bệnh nặng hơn thì đó thực sự là một sai lầm. Thực tế vẫn nên cho trẻ tắm nước ấm trong phòng kín gió để giữ vệ sinh thân thể, đồng thời trong giai đoạn sốt, tắm nước ấm cũng là cách hạ sốt không dùng thuốc. Sai lầm khi nghĩ rằng bệnh sốt xuất huyết sẽ không bị tái mắc. Thực tế sốt xuất huyết hiện tại có 4 chủng virus dengue gây ra nên bạn vẫn có thể bị sốt xuất huyết trở lại khi nhiễm chủng virus khác lần đầu khi phát hiện có các dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết bố mẹ cần đưa bé đến ngay các cơ sở y tế để kịp thời điều trị tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc bên cạnh đó gia đình nên có các biện pháp bảo vệ cá nhân như nằm màn khi ngủ mặc quần áo dài mang tất giữ gìn nhà cửa thoáng sạch dự phòng sẵn thuốc hạ sốt paracetamol dễ uống cho trẻ thuốc diệt mũi kem đuổi mũi Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thông tin về căn bệnh Whitmore đang gây lo ngại trong cộng đồng những ngày gần đây. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.